Oh my god, xin đi bấm sao mà nó mất tiêu à. Giờ phải bấm lại. Để mình vô tìm nha. Đi như mèo. Đây là cái khu vực bếp. Hello baby, cắt tóc rồi hả? Sao cắt tóc vậy? Ô, bữa em nó bị rảnh quá, cái bạn nó cắt giùm cái nó bị ngắn lại chút xíu. Trời ơi, rồi nhuộm luôn. Dạ không, cái giùm thì trước giờ nhuộm vậy, em không có nhuộm. Đây là cô bé làm chung với Cindy nè. Và cái phòng này là cái phòng ăn. Ngày xưa là nó rộn ràng á, 5-6 đứa, bây giờ nó bắn que vậy nè. Mình đi vô cửa sau cho mọi người surprise. Ăn đi rồi chút nói chuyện. Khỏe cưng. Hả? Hay là mấy cái phòng massage ngày xưa của Cindy làm nè, bây giờ dẹp hết rồi. Xin đi nè. Ai nói xấu tôi á? Yeah, I still hurt. Đi vòng vòng thì được nhưng mà ngồi không được. Với lại còn đâu, đây là tiệm của Cindy nha. Hôm nay về tiệm thăm tiệm, nhớ tiệm quá. Trời ơi, chủ tôi ngồi núp trong kia kìa. Đeo mặt nạ vô. Chỗ ngồi của mình nè. Không thấy mặt là chết á. Thấy mặt mất công nổi tiếng. À, mất công anh theo. Tới thời đỡ không kịp á. Công nhận ở nhà nhớ tiệm lắm Tina. Trời nhớ tiệm giả man luôn á. Thấy bây giờ cắt tóc nè. Trời uống tóc như chó xù nè. Cái xù kêu rồi. Nhưng mà thích để tóc dũi hơn à Quyền ơi. Hôm nay em có khách sao trời? Quay trời đó, hồi xưa đâu có che mấy cái này đâu trời đó. Covid nè, khốn khổ không, khốn khổ của lạnh nè. Làm được không chị nè? Nhờ trời cũng lại đây. Ê, tiệm của mình lên phim đẹp lắm á nha, rất là đẹp. Ờ, toàn thế giới nó đều vậy không đi gì mình. Nó ế đều nó vậy mới cam lòng chứ, chứ chỗ đắt chỗ ấy. Chắc có cái gì hả? Chắc có chị tôi nè. À, chị. Chắc có chị tôi. Che mặt lại ai biết ai tỷ. Tiệm rộng bự lắm mọi người. Mà nói chung Cindy làm ở đây cũng 8 năm mà. Có lẽ là cái tiệm cuối cùng của mình quá. Làm biến đi mấy tiệm khác lắm. Sắp sửa nghỉ luôn rồi. Đó, rét râm mà to ghê không mọi người. Được cái là làm ở đây không khí giống như gia đình. Không quá mấy chị ở đây ngại lên phim đó cho nên Cindy quay chút xíu vậy thôi cho mọi người biết cái chỗ làm của Cindy.
Xin mọi người lấy giờ nha, thank you for follow me. Để ra nói chuyện với mọi người chứ lên đây mà quay quay không nó thành ra vô duyên lắm. I love you all. See you later.